Vào ngày 5 tháng 1, thông tin diễn viên Thanh Hoa, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong phim Hai Phượng với vai Thanh Sói vừa qua đời ở tuổi 42 khiến đông đảo nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng. Ngô Thanh Vân, người từng hợp tác với Thanh Hoa bàng hoàng nhắn nhủ: "Em đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa dễ mến ở ngoài đời. Cảm ơn vì đã có cơ hội được hợp tác với em." Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ: "Chào em Thanh Hoa. Nghệ sĩ luôn trân trọng Cascader, ôm em khi em thực hiện xong những pha hành động, trân quý những gì em làm, chỉ ôm giữ kỷ niệm đẹp của chị em mình mãi trong lòng." Theo gia đình Mai Cát Vi, dù tuyến nhân vật ở Hai Phượng không tương tác nhiều, nhưng trong ấn tượng của cô bé, Thanh Hoa là một người cô mạnh mẽ khi thực hiện cảnh quay nhưng lại gần gũi, nhẹ nhàng ngoài đời. Cô Thanh Hoa luôn thân thiện, vui vẻ và rất khiêm tốn. Đến khi nhận tin cô qua đời, con và gia đình bất ngờ xót xa, con chỉ cầu mong cô ra đi thanh thản, Mai Cát Vi chia sẻ. Hứa Minh Đạt, Trương Quỳnh Anh, Lan Ngọc, Gia Bảo, Phương Thanh cũng đồng loạt chia sẻ những kỷ niệm và mong nữ diễn viên ra đi thanh thản. Nhắc đến diễn viên Thanh Hoa, Hứa Minh Đạt nói anh ấn tượng nhất với vai diễn Thanh Sói. Nhân vật này từng giúp diễn viên 8X nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2019. Hứa Minh Đạt bày tỏ: "Em còn nhớ khoảnh khắc chị hân hoan và vui sướng khi đi lên sân khấu và đứng phát biểu lúc được vinh danh. Hai chị em còn ôm cúp đi chụp hình, giờ phải chào tạm biệt chị rồi." Với chồng Lâm Vĩ Dạ, Thanh Hoa là nữ diễn viên hành động hiền lành, dễ thương và luôn nhiệt huyết với nghề. Từng đóng chung một dự án phim, Tùng Min khẳng định: "Với tôi, Thanh Hoa là Hoàng Cọp, tên nhân vật do Thanh Hoa thủ vai hoàn hảo." Nam diễn viên cho biết bản thân bất ngờ khi nhận tin diễn viên sinh năm 1982 qua đời. Anh nhắn nhủ: "Cuộc đời là vô thường, tôi biết ơn và cảm ơn chị khi được làm việc cùng. Được nghe nhiều điều chị nói về nghề là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi." Ca sĩ Phương Thanh hay Trác Thúy Miêu cũng gửi lời tiễn biệt diễn viên Thanh Hoa trên trang cá nhân. Trong khi đó, diễn viên Lê Trang nhắn nhủ: "Lâu không gặp chị, dấn hết tin vô thường thật. Chị về với Phật nha, em kính tiễn chị, một người sống nội tâm dễ thương." Diễn viên Hiếu Nguyễn cũng nghẹn ngào chia sẻ: "Nghe tin mà lòng hụt hẫng khi biết tin chị đi xa, một người phụ nữ giỏi võ thuật, đầy nhiệt huyết, luôn khiêm tốn và mong muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hiếu Nguyễn cảm thấy rất may mắn, trân trọng vì đã được đóng cùng phim với chị trong Hùng Long Phong Bá 2. Hai chị em đã uýnh lộn rất nhiều trong phần này. An nghỉ chị nhé, mọi người và khán giả yêu mến chị. Nãy giờ trên xe về Sài Gòn hay tin em ra đi làm chị bàng hoàng, nặng trĩu và không tin đây là sự thật. Em ơi, mấy tháng trước em còn gọi điện thoại định ghé thăm nhà chị ở quê nhưng tiếc là chị bận đi làm không có nhà nên không gặp được em, mà hôm nay hay tin em đi xa mãi mãi. Thương em, tí chị ghé thăm em gái." Diễn viên Kiều Trinh xúc động nhắc về kỷ niệm với Thanh Hoa. Cascader, đạo diễn Quốc Thịnh, thầy của Thanh Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ nơi chị sinh hoạt rối bời, suốt 2 tiếng báo chí đồng nghiệp gọi anh rất nhiều để hỏi han về Thanh Hoa. Dù đang rất bận, anh không thể từ chối cuộc gọi nào vì xem đây là chia sẻ cuối cùng cho đàn em. Quốc Thịnh kể khoảng 2 tháng nay không còn thấy Thanh Hoa. Thời gian đầu, nữ diễn viên vẫn hay than đau dạ dày, anh và các thành viên trong câu lạc bộ Cascader chỉ biết vậy, tưởng uống thuốc là xong. Lúc trở nặng, Hoa bắt đầu không ăn uống được, có ai ngờ cô ấy bị ung thư và mất như vậy đâu, đạo diễn nói. Theo anh, sự ra đi của Thanh Hoa rất đáng tiếc cho nền điện ảnh võ thuật Việt Nam. Chị xuất thân từ đội tuyển Karate Do, sở hữu nhiều huy chương vàng.